Ê, khách khách. Đi thôi. Mở hông mong ngoài coi hết rồi. Thôi, đúng rồi. Nó này được thì xé con này nữa. Đó, thì xé cái đầu này. Kia. Kia. Hả? Làm được kia. Ra lại được xe cầu. Trời hông này. Đập lim lắm. Không nghe củi mua là ngọt, đập lim luôn. Không ngọt còn chị anh ơi. Cái là không này, không mà không hột luôn. Không trứng không hạt luôn. Ngon. Không ngọt quả Phượng ơi. Hơn không hạt luôn. Không có cái bả luôn. Cái bả lửa luôn. Ừ, ngon ngon sơ luôn. Ừ, trái nó chín này ngọt cái này. Ăn chân đi lắc khoảng cơm. Mười trái như mười luôn. Không không hạt luôn. Chào mọi người đang xem. Ăn không nghe mà. Giờ là không ngon. Không không hạt nữa này.
cho là ngon. Ai ăn không Đà Lạt không? Kỳ 40 ngàn chị. Ừ, rẻ lắm Thủy ơi. Ngọt là không là tiên luôn. Hồng này là gọi là hồng trứng, hồng không hạt. Giống như quả trứng luôn, gọi là hồng trứng. Cái quả này chín đẹp chứ. Đỏ óng. Cuộn xanh tươi luôn. Chị Phan Thị Thu Yên Hiên Mori. Phan Thị Thu Yên, Phan Thị Thu Yên Mori. À, ship cho 5 ký hả? Ok luôn. Trời ơi, quên tên đọc Phan Thị Thu Yên đó. Cho địa chỉ hả? Cho địa chỉ số điện thoại hả? Con giòn luôn. Tại nó chỉnh gì sơ chứ, con khe đó. Một bi như vậy là 5 kỷ này. Ok chị Hiền. Inbox số điện thoại nha. Inbox số điện thoại. Một kỷ 40 ngàn nha chị Hiền. 5 kỷ là bao ship đúng không? Mọi người muốn làm hồng giòn không? Không dẻo chứ. Về gọt vỏ xong treo lên theo gió xong phơi cái vỏ này ra. Bỏ vào sấy hồng khô cất giữ mùa đông ăn. Không ngon chưa? Chị 40 ngàn em Vinh nha. Không cuối mua. Không hạt. Không hạt. Không ngọt không là tiên.
thử một quả sắn la la này. Thử quả sắn này. Hôm nay là hồng Đà Lạt, hồng trứng Đà Lạt. Thử quả sắn này. Không hạt không nè. Bốn mươi ngàn một ký. Xanh mà ngọt. Giòn. Chào chị Tiến. Sắn nó vẫn ngọt. Giòn. Cuộn con sắn. Okay, me.